rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Helver Cutter của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái chương trình đó là Game Free. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái game đó là Digimon. Đó. Thì cái game nói sao thì các bạn hãy vào game và các bạn sẽ tự hiểu. Bây giờ chúng ta vào game nha. Đây là cái lúc vào game nè các bạn. Cái game của chúng ta đây. Và bây giờ mình sẽ cho nó cập nhật. Đó. Để các bạn nào có phim hoạt hình này thì các bạn cũng nhìn qua là biết nhân vật này là ai rồi ha. Còn những bạn nào mà không biết thì chúng ta cứ vào thưởng thức game thôi. Như mình là không hiểu gì nhiều rồi đó. Vâng, sau khi cập nhật xong thì cái game đó đây. Các bạn nhìn cái hình game thì các bạn cũng thấy nó rất là sinh động rồi. Bây giờ chúng ta vô game thôi. À, chúng ta chọn hai nhân vật. Rồi mình chọn con này đi. Rồi, game này nó không cho đặt tên tiếng Việt rồi. Để chọn đại một cái tên nào đó vào đi. Mở tiếng của cái game này lên ha các bạn. Cái này là vừa vào game nè. Sơ lược vào game. Cái game này nó cho chúng ta là free VIP 15. Mình nhắc mình quên là 1 triệu 1 triệu đây, 20 ngàn đúng rồi. Còn mình thấy game này cũng hay đó các bạn. Cái game này là chơi theo kiểu màn hình đứng nha các bạn. Màn hình dọc nè. Mình thấy game này cũng hay đó. Không coi phim hoạt hình này nên mình không biết được là nhân vật nào chơi hay, nhân vật nào chơi dở nha các bạn. Hồi đó mình có một con này nè. Ôi, kỷ niệm mùa về. Ôi trời, biết nó sẽ rên nghe thấy thương luôn kìa. Trời ơi, game này chết luôn. Chứ tưởng tượng phong phú vô đây là chết luôn. Nào là mặc đồ bó sát rồi, ui trời ơi. Ở cho con một tiếng. Nè có này giết hết tên nè, nghe cái tiếng lạ lắm. Đó chưa? Còn cái phần download thì chút cuối video mình sẽ có hướng dẫn nha các bạn. Còn những bạn nào xài iPhone, iOS thì chắc là mình gửi cho các bạn cái mã, cái hình mã QR các bạn quét nó tải về, chứ mình cũng không có xài iPhone nên mình không biết. Trời ơi, quảng cáo gì đâu đây. Xong cho nó lên cấp rồi xong mình đánh tiếp. Mình tới biết 15 lần mình không có sợ, cứ nét cho nó qua đi. Nó lên à. Mà đường xe chạy hồn nào các bạn cảm nha. Trời ơi, con cái con màu vàng này mạnh quá các bạn. Nó không hướng dẫn rồi, mình bỏ hướng dẫn đi, không hướng dẫn nữa. Trời ơi, còn hướng dẫn nữa hả? Không còn thời gian nữa, thời gian nó mạnh lắm các bạn.
nó lại hướng dẫn nữa nè. Ủa có tốn gì không mà bấm hoài được vậy luôn. Thôi mình không biết là tốn cái gì không nhưng mà thôi. Đây, chúng ta được VIP mấy đây à? VIP mừng lắm nha các bạn. Có gì trong này? Thôi mình không biết có gì đâu nhưng mà này 10 ngàn, 15 ngàn, 5 ngàn. Thôi, tiền đâu mua cho đủ hết. Bây giờ mình vô quay tướng cho các bạn. Đó, được một con 1 ngàn rồi nè. Quay thêm con nữa đi. Đây, được một con đầu tiên nè. Trời, mấy con nhân vật sinh động quá các bạn ơi. Y phong chán nhi. Ừ, cái băng gì đó không biết đâu. Mạnh lên bờ không lên được đâu. Shop nó kêu gì à? Nhận công ty hả? Rồi nhận mấy cái này nào mà mấy cái này mua với giá 1 kim cương mình cứ mua nha các bạn. Mình khổ lắm cái gì quay cứ mua đi. Có này 1 ngàn mua luôn được. Vào cái túi đồ luôn ta. Ở bên này còn nhận gì nữa nè. À, nhận thưởng. À, VIP 15 được nhận rồi nha các bạn. Đó, game này là không có nạp tiền nha các bạn. Này là nạp theo mình lấy cái gói cà mê. Cái GM gì đó các bạn. Mình không nhớ không biết cái chỗ đó là cái tập không chớ nha. Cái tốt tiền tốn gì mà tập hoài. Ờ, bấm một lần vô đi cho nó khỏe. À cái này phải nạp tiền các bạn. Nè. Một tải là 200 kim cương. Tỷ lệ nạp lần đầu là một tệ là được 2 một tệ được 2.000 kim cương. Lần sau là một tệ là được 1.000 kim cương các bạn. Quyền lợi là được kích hoạt những con thú kiểm số gì đó. Ta có thể mua hệ tầng hệ tháng gì đây nữa. Có gì quy thì mình cứ nhận các bạn. Ở trước thì bấm cái đây, bấm cái gì. Quá rồi. Các bạn ở đây nó cho nè, bấm đại luôn. Rồi cái bấm viết vậy là cái lên cấp nè. Rồi hết lên nè. Rồi tính ra nãy giờ nó cho nhiều thứ lắm nha các bạn. Cho nhiều lắm rồi. Lên level 30 nó cho 50.000 kim cương nữa nè các bạn. Thì tổng là 70.000 kim cương với tổng gì đâu các bạn. Phải không? Vậy nó cho gì đây không biết nữa. Rồi hình như không phải. Bậy quá thì lỗi. Mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được 10.000 kim cương này. Đó. Ôi trời ơi. Nó như các bạn Naruto vậy các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn Naruto nè. Ở đâu đây có sự đồ cô trời. Ừ.
Cái con nãy mình mở được các bạn, trời ơi, tự nhiên đi tốn kim cương mở kia chim tức tào lao đi, trời ơi chị chết rồi. Con này đây, con này đây, con này đây, quy lý kim sư châu. Sinh viên nghèo làm gì có tiền mà nạp. Nghèo quá mà. Các bạn nào coi video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ủng hộ mình để mình lấy động lực ra thêm những video tiếp theo nha các bạn. Level 40. Trời ơi, cái con này cái mảnh nó là 150 mảnh nó mở ra rồi các bạn ơi. Thấy chùa quá.
con nguyên cái thì thôi, nó ra gì đây. Tính ra là game này nó free hết rồi các bạn. Các bạn chỉ bỏ thời gian vào các bạn chơi thôi. Trời ơi, quá ngon ơi, còn gì ngon hơn. Nổi liền con. Chào chí hỏa nhân. Vô đánh rồi, vô đánh rồi. Chắc một chút nữa mình sẽ tạo lại một cái nick mới là mình bằng chơi quá. Chơi cũng thấy ghiền ghiền rồi đó. Rồi bây giờ mình ra mình đấu đây. Rồi mình leo xếp hạng là kiếm kim cương. Để hạng 10 rồi chứ không đụng tới được. Lực chiến của mình là nó có 3000 mấy các bạn. Chiến gương thật là bá đạo. Nâng cấp cho nó các bạn. Đây là gì đây? À, cộng nó lên. Trời trời, nó lên kỹ luôn quá. Có cái mũi sắt cái đầu luôn kìa. Thảo chiến hỏa nhân. Thôi, gán mò mò kiếm 5000 nữa mở cái con kia coi. Cái hương quá à. Cái gì ở này chứ không có kim cương đâu. Ra leo kia chứ kim cương thôi. Thảo chiến hỏa nhân. Chuyện thảo chiến hỏa nhân. Đánh tiếp các bạn ơi. Âm thanh quá sinh động các bạn ơi. Sắp được 5000 rồi các bạn ơi. Mình 5000 mình sẽ ra mình mua cái gói tiếp theo luôn để coi mở được cái gì. Ủa sao có một sao hả? Chắc chết hết rồi. Rồi đánh này cũng có kim cương nữa các bạn, hồi nãy giờ không thấy.
Đây 300 kim cương. Ủa 450. Đi ra mua thêm một con nữa thôi. Đâu rồi? Đó thì người ta 200 luôn rồi. Rưỡi bên này đi. Đây phải bấm bằng tay á. Trời cái gì vậy? Trời ơi, có con chim. Ôi, mình không thích chim, mình vẫn thích con lông. Ok, video hướng dẫn tới đây là kết thúc. Các bạn đừng vội tắt nha. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho bạn là download lên hệ điều hành Android. Còn những bạn nào chơi trên iPhone, iOS thì các bạn hãy thử lấy cái mã QR thì về các bạn tải thử xem. Vâng, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái Internet gì của mình cũng được. Đó. Bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích và quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Mình hứa lần sau mình sẽ làm cái Pokemon Pikachu shop 1 kim cương. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.